Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Thưa quý vị, nếu như nói đến điện ảnh Mỹ thì quý vị sẽ ấn tượng về điều gì? Đó chính là những bộ phim hành động kịch tính, những siêu anh hùng giải cứu thế giới, những pha rượt đuổi, khoe công nghệ và kỹ xảo. Còn nói tới điện ảnh của Trung Quốc thì đó là những bộ phim võ thuật cổ trang, khéo léo, khoe trong đó là những yếu tố tôn giáo, lịch sử hay là văn hóa. Còn với phim Việt thì sao chị Hằng? Câu hỏi này thật là khó trả lời. Thưa quý vị và các bạn, nếu như mà chúng ta tự biết đến chúng ta thì có thể thấy là dòng phim chiến tranh khai thác từ cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và Mỹ vĩ đại của dân tộc. Sau hòa bình thì có một thời trong Sài Gòn sôi động dòng phim thị trường, hay chúng ta thường gọi là dòng phim mì ăn liền. Tuy nhiên, nếu nói đến hai chữ là thương hiệu của phim Việt thì tất cả những tác phẩm thuộc hai dòng phim trên chưa thể đạt tới. Vâng, đơn giản bởi vì là khi mà nói đến thương hiệu của một nền điện ảnh, tức là chúng ta đang đặt ra sự so sánh với thế giới. Khi mà phim của chúng ta thì chưa ra thế giới thì không thể thành thương hiệu của phim Việt được. Vâng, và chúng ta đang gặp những vấn đề gì và làm như thế nào để những tác phẩm điện ảnh của chúng ta không chỉ là niềm tự hào của những cá nhân riêng lẻ mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc khi vươn ra thế giới. Trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của một người trong cuộc, đó là đạo diễn Lương Đình Dũng. Tháng 6 tới đây thì tác phẩm Cha cõng con của anh sẽ ra rạp. Dù không được nhà nước tài trợ, nhưng tác phẩm đang được đánh giá cao, có thể coi là một Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh lần thứ hai. 40 phim với chất lượng đồng đều. Thậm chí trong những năm qua, lượng phim Việt đạt doanh thu cao không thua kém phim bom tấn Hollywood khi chiếu ở thị trường Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều. Thành công được nhắc đến nhiều nhất chính là bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ, đứa con chung của nhà nước và tư nhân đã làm nên sự bất ngờ ngoài mong đợi, đầu tư 20 tỷ và thu về 80 tỷ. Victor cũng mong là trong tương lai sẽ có rất nhiều phim như vậy, không chỉ là những cái thể loại như là tâm lý gia đình hay là phim dành cho thiếu nhi, nhưng mà cái sự hợp tác giữa gọi là cục điện ảnh nhà nước và tư nhân, cái đó là một cái điều rất là đáng mừng. Thị trường phim trong nước nở rộ, nhưng cơ hội để phim Việt gặt hái doanh thu ở nước ngoài vẫn còn quá mong manh. Nhiều phim Việt đoạt giải thưởng tại các liên hoan phim trên thế giới, nhưng hầu hết đều là sự nỗ lực nhỏ lẻ của các nhà làm phim, đơn vị độc lập. Mang chuồng đi đánh xứ người, ngoài bản thân bộ phim hay, điều kiện cần để tạo nên thành công thì rất cần các yếu tố hỗ trợ khác để tạo nên điều kiện đủ. Khi đó, phim Việt mới tạo được thương hiệu trên thế giới. Xin chào đạo diễn Lương Đình Dũng. Anh có thể thấy năm 2015 thực sự có thể coi là một năm thành công của điện ảnh Việt, bởi vì chưa bao giờ chúng ta lại có số lượng lớn các phim mới ra rạp nhiều đến như vậy. Tuy nhiên thì với chủ kiến của cá nhân tôi thì không ít những cái tác phẩm ở trong đó vẫn bị xếp là nhảm. Và để nói rằng là phim đó có thực sự tạo nên được thương hiệu của phim Việt hay không thì tôi nghĩ là câu trả lời là không. Còn cá nhân của anh thì sao? Tôi nghĩ rằng là hiện nay nó chưa tạo ra được một cái gọi là một cái phong cách xuyên suốt, hay nó tạo ra được những cái trào lưu khác nhau. Mà hiện nay thì phải nói rằng là mạnh ai làm đấy, các cái đề tài nó khá là phong phú, nhưng mà nó lại đi theo xu hướng hài nhiều hơn. Thế tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái việc đó chúng ta không thể là ép họ sẽ là đi theo cái xu hướng này, đi theo xu hướng này, mà cái môi trường nó sẽ vận động, nó sẽ cọ sát và mọi người cùng làm. Và cho đến một ngày nào đó thì cái phần nào, tức là cái phong cách nào, ví dụ như là người ta chuyên về một cái đề tài, một cái chủ đề, thì nó sẽ đi cái xu hướng vào với nhau. Với quan điểm của cá nhân anh thì một tác phẩm điện ảnh phải đạt được những tiêu chí gì để có thể nói là tạo được thương hiệu cho phim Việt? Bất cứ một cái nền điện ảnh nào mà tạo ra được cái dấu ấn riêng thì nó phải có yếu tố văn hóa, yếu tố đời sống, yếu tố con người và cái cảnh sắc ở trong đó. Thì phim Việt Nam thì hiện nay là không có quá nhiều phim làm được cái việc đấy. Mà trong một cái môi trường điện ảnh nó xuất hiện liên tục, các nước sản xuất phim liên tục, mà thị trường phim thì có lẽ có khi mỗi ngày có khi ra đến hàng trăm phim, thì bởi vì cái số lượng phim của chúng ta ít quá nên chúng ta bị chìm. Vì vậy nếu mà tạo ra một cái thương hiệu Việt Nam thì cái làn sóng phim ấy nó phải liên tục, nó phải được quảng bá mạnh mẽ. Trước đây chúng ta cả năm, 2 năm chúng ta mới có một bộ phim nổi bật, thì với cái trào lưu hiện nay thì nó luôn luôn bị quên lãng rất là nhanh. Thực tế chúng ta đang có quá nhiều chất liệu để có thể tạo nên một tác phẩm điện ảnh hay. Tuy nhiên thì theo anh, câu chuyện gì đã diễn ra trong nhiều năm qua mà chúng ta chưa có những tác phẩm vinh danh phim Việt trong nước cũng như là quốc tế? Với tôi thì nghĩ rằng là các đề tài đều vô cùng phong phú. Chúng ta trong lịch sử thì chúng ta thăng trầm, đời sống của chúng ta thì văn hóa phong phú, cảnh sắc của chúng ta đẹp,
Nhưng mà vì sao điện ảnh Việt Nam lại chưa làm được cái việc đó? Thì là cái tính chuyên nghiệp, cái tính đồng bộ chưa cao, cái sinh hoạt điện ảnh nó còn ít. Và đặc biệt là nó cũng không có những cái quỹ đầu tư điện ảnh nào đáng kể để cho mà phát triển cái đó. Chứ còn hiện nay chúng ta đầu tư ít quá thì tôi nghĩ rằng không thể phát triển. Mặc dù chúng ta có thể nói rằng là điện ảnh Việt Nam hiện nay sân chơi còn rất là rộng và có rất nhiều cơ hội. Nhưng cái cơ hội đấy không phải là ai cũng nhìn thấy và không phải ai cũng có khả năng để tiếp cận cái cơ hội đó. Tôi thấy rằng rất nhiều những nhà làm phim độc lập khi mà họ nói chuyện thì họ cũng có tham vọng để làm ra một bộ phim mà không chỉ vang danh của họ mà thực sự có thể quảng bá được hình ảnh văn hóa của đất nước. Thế nhưng họ luôn vướng phải câu chuyện là nếu họ quá đầu tư quá nhiều vào những cái tác phẩm mà giàu tính nghệ thuật như vậy thì cái tiền vé bán ra sẽ ít và ít người quan tâm đến tác phẩm của họ. Chúng ta làm điện ảnh mà chúng ta xác định rằng là nếu có một bộ phim lại vượt đoạt giải thưởng lớn lại bán được vé thì trên thế giới cũng không phải là nhiều phim nào điều ấy đâu. Nên cái việc những phim nào làm về thị trường thì chúng ta cứ làm, đó là quyền phát triển kinh doanh của họ. Những bộ phim nào mà chúng ta phát triển theo cách mà chúng ta tham dự những liên hoan phim, chúng ta tạo ra những sự cọ sát và chúng ta mang được những cái nét văn hóa đời sống Việt Nam ra nước ngoài để quảng bá cũng là một cách mà tôi nghĩ rằng là cũng cần phát triển. Vì vậy nó song hành. Chứ còn nếu chúng ta chờ đợi cái này đạt được cùng hai yếu tố đấy, tôi nghĩ rằng là vô cùng khó. Vì vậy chúng ta cùng chạy, chúng ta cùng chạy song song và hỗ trợ cho nhau. Đến một ngày nào đó thì có thể nó hòa hợp trong một số tác phẩm thì chúng ta sẽ tạo được cả hai cái đó. Tôi nghĩ rằng phim xây dựng được thương hiệu thì cần phải đạt được hai tiêu chí, đó là đoạt giải thưởng uy tín không chỉ trong nước mà cả trên quốc tế, và thứ hai là bán được ra nước ngoài. Vậy thì theo anh, để những tác phẩm điện ảnh của Việt Nam làm được điều này thì chúng ta cần phải có những điều kiện gì? Đối với điện ảnh thì nó là một ngành công nghiệp và nó phải rất đồng bộ, cái tính chuyên nghiệp rất cao. Thực tế thì những người làm điện ảnh phải nói rằng là khá là đơn độc, không phải là có nhiều cái sự hỗ trợ. Và giống như là bạn cũng biết rằng là chúng ta gần như không có một cái quỹ nào mà để cho những người làm điện ảnh hy vọng. Cái thứ ba là chúng ta hiện nay thậm chí là cái lượng với những cái sinh hoạt điện ảnh nó không sôi động. Thì chính cái sinh hoạt điện ảnh ấy nó không sôi động thì cái lượng khán giả sẽ ít đi. Mà thậm chí là cái lượng rạp phát hành cũng không cao. Nó không phổ cập, và có những tỉnh người ta không có rạp chiếu phim. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một số những cái nguyên nhân, một số những cái yếu tố làm cho chúng ta chưa phát triển được ngay và mạnh mẽ như này. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đạo diễn Lê Minh Dũng. Thưa quý vị, điện ảnh thì nằm trong quốc sách của nước Mỹ. Chính phủ thì cũng rất quan tâm đến điện ảnh và coi nó như là chiến lược để xây dựng hình ảnh đất nước, truyền bá văn hóa hay là phát triển kinh tế cũng như là tăng thêm sức mạnh nước Mỹ một cách hiệu quả nhất. Riêng điện ảnh Hàn Quốc thì được vực lên như ngày nay, đó là nhờ vào công của cố Tổng thống Kim Dae-jung. Và ông đã ra nhiều chính sách hỗ trợ điện ảnh như là quy định số lượng phim Hàn Quốc chiếu rạp hay là miễn thuế cho phim nội địa. Đó chính là một trong số những lý do mà khiến cho hai quốc gia này xây dựng được thương hiệu điện ảnh cho riêng mình. Còn ở Việt Nam thì đang mở ra nhiều hy vọng khi mà nhà nước và tư nhân thì đang bắt tay cùng nhau làm điện ảnh. Đó có thể coi là tiền đề để chúng ta có thể mơ và hy vọng đến một ngày được bạn bè quốc tế nhắc đến những tác phẩm điện ảnh mang đậm dấu ấn của Việt Nam. Và đó cũng chính là nội dung câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi.